Chuyện có thật ở Thừa Thiên Huế, 6 lần xuống thăm địa ngục. Bạn có tin rằng tồn tại một cõi đầy bí ẩn và sự khủng khiếp, được gọi bằng một cái tên mà chỉ khi nhắc tới thì ai cũng phải rùng mình, địa ngục. Tôi là Hoàng Minh Thắng, sống tại thôn Vĩnh Lưu, Phú Lương, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, sinh năm 1989. Câu chuyện sau đây có thể khiến bạn nghi hoặc, hoang mang hay sợ hãi. Nhưng với tôi, nó là một trải nghiệm chân thực, tôi sẽ không bao giờ có thể quên trong cuộc đời của mình. Nó khiến thay đổi thế giới quan của tôi một cách sâu sắc. Và trên hết, nó dạy tôi sống tử tế và biết trân trọng từng giây phút được sống ý nghĩa ở kiếp người. Tôi thường xuyên bị bóng đè, có những lần thấy rõ những hình ảnh đó, khi thì là anh bộ đội, khi thì là một cô gái. Nhưng vốn là một học sinh chuyên toán, giờ đi làm nhà nước, lại về làm khoa học. Nên tôi cảm thấy hiện tượng bóng đè là hiện tượng khoa học và không lấy gì làm sợ hãi hay có chút suy nghĩ gì. Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi từ lần đó. Vào khoảng tháng 8 năm 2017, vẫn như thường lệ, tôi lại bị bóng đè. Lần này vẫn là cô gái mà tôi hay gặp trong những lần trước. Thường thì cô ấy chỉ đứng cạnh tôi, khuyên răn tôi những điều hay, lẽ phải. Tôi nghĩ cô ấy là người tu hành, nhưng lần này thì khác. Cô ấy cùng một người đàn ông trung niên khác dẫn tôi đi tới một nơi. Nơi ấy, ban đầu hai bên đường đều là hoa màu đỏ và vàng úa. Họ nói là hoa la lan và hoa sa đéc. Lại gần xem thì hoa có 5 cánh sắc nhọn, trông rất lạ. Rồi chúng tôi đi tới một chiếc cầu nhỏ, gặp một người phụ nữ. Bà ấy nói đây chính là âm phủ và báo cho tôi biết thứ bảy này trong họ nhà tôi sẽ có người mất. Đi qua con đường đầy hoa đó là một dòng sông. Trải dọc bờ sông là những chiếc xích cực lớn, cỡ như một người đàn ông 60kg. Rồi tôi gặp một nhóm rất đông, những người nói rằng họ đã chết. Có những người nói họ muốn đi cùng tôi, lại có những người dọa dẫm tôi. Cũng có vài người nhận ra rằng tôi chưa chết. Những người này cho rằng tôi có oai thần rất lớn mới có thể còn chưa chết đã xuống đây. Nhưng hơn ai hết, tôi biết rằng tôi có người dẫn đường, phù hộ cho thì mới xuống đây được. Bỗng nhiên, tôi được đưa trở lại dân gian. Và khi tỉnh lại, song văng vẳng trong đầu là lời dặn dò của cô gái kia là phải lo tu. Có lẽ mọi thứ tôi sẽ cho là một giấc mơ kỳ quái thôi nếu như không có chuyện này xảy ra. Quả nhiên, vào thứ bảy tuần đó có một người trong gia tộc của tôi qua đời, y như lời người phụ nữ kia đã báo. Điều đó khiến thế giới quan của tôi đảo lộn. Tôi suy nghĩ rất nhiều và dần nhận ra trên đời này còn tồn tại những thế giới khác, chứ không chỉ mỗi thế giới vật chất này. Sau lần đầu tiên đó vào tháng 3 năm 2018, một lần nữa cô gái ấy lại dẫn tôi đi. Tôi được dẫn đến một khu rất đông người, nhưng lần này cảnh tượng thật đáng sợ, người người lớp lớp nhô lên ngập xuống, quằn quại trên một bề mặt toàn lửa là lửa. Nhìn kỹ thì là nham thạch nóng chảy đang sôi lên sùng sục. Trời đất thiên địa ơi, lửa bình thường đốt đã đau đớn lắm rồi, đây là nham thạch nóng chảy thì đau đến mức nào? Khi tôi còn chưa hết bất ngờ thì một bàn tay chụp đến, kéo chân tôi xuống. Sợ quá, tôi chỉ còn biết niệm Phật liên hồi. Thật kỳ diệu, một sức mạnh vô hình giữ tôi lại. Họ đã không thể kéo tôi xuống được biển lửa đó. Tôi liền chạy thật nhanh, thì đến một khu vực. Ở đây có những bàn nhậu, nhiều người đang ngồi quanh bàn. Nhưng đây là địa ngục, nên bàn nhậu không có giống như trần gian. Có bia nhưng không được uống. Không ai đánh đập, mà tự họ quay cuồng đến mức độ nghiêng dại. Họ vò đầu bứt tay, quằn quại vô cùng đau đớn. Và bên cạnh họ, tôi nhìn thấy một bảng ghi rất rõ: tội sử dụng bia rượu và các chất gây nghiện. Tôi lại đi tiếp, tới một cây cầu treo rất nhỏ và khó đi. Tôi lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cây cầu lắc lư, nhưng rồi tôi cũng vượt qua được. Vừa qua bên kia, đập vào mắt là cảnh tượng một người phụ nữ phương Tây rất đẹp, mặc váy xanh, mũm mĩm với làn da trắng gợi cảm. Cô bị một con quỷ mặt mũi hung tợn, thân người mà mặt chó sói. Nó phóng cây lao xuyên qua người cô, cắm lên tường, nhìn cực kỳ rùng rợn.
Tu hỏi và được cho biết cô ta bị hành hình là do mắc tội ngoại tình và giết chồng. Tôi buộc miệng, tội quá, đừng làm vậy. Con quỷ lập tức quay lại, nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt hung tợn chưa từng thấy, chỉ nhìn thôi là tôi hồn vía rụng rời. Nhà ngươi cũng sẽ bị kết cục như vậy đó. Phục, con quỷ chặt đầu cô ta quăng xuống đất, chỉ và nói như quát, tội ngoại tình. Sợ quá, tôi giật mình tỉnh giấc, mà đầu thì vẫn văng vẳng lời dặn dò của cô gái dẫn tôi đi, phải biết tu sửa. Quả báo của tội ngoại tình, giết người thật đáng sợ. Tôi thề sẽ sửa đổi bản thân, không dám phạm tội này nữa. Sau trải nghiệm kinh hoàng đó, bẵng đi một thời gian. Qua năm sau, khoảng tháng 3 năm 2019, tôi lại bị ai đó đè nặng khi đang ngủ. Rồi tôi có cảm giác rơi vào một cái hố sâu hun hút như trên một đường ống khổng lồ. Nó đen xám, sâu hun hút, rồi rơi xuống một cái đầm lầy trong tình trạng bị trói cả tay và chân. Ở đây có rất nhiều người cũng bị trói như tôi, tất cả đều rất hoảng loạn. Rồi một con quỷ hình thù trông ghê rợn, cầm dao đi tới định thọc vào họng tôi. Tôi sợ điếng cả người. May bỗng có một người đàn ông đẹp trai, bận đồ vét, rất phong độ, đi tới ngăn lại. Tuy ông ấy không nói ra miệng, chỉ dùng tâm truyền tâm, nhưng con quỷ và bản thân tôi đều có thể hiểu rằng ông ý ngăn lại, và tôi không phải là người đã chết, chỉ đi tham quan mà thôi. Con quỷ dừng lại, cho tôi ăn một thứ gì đó. Chỉ nhớ rằng sau khi ăn, lòng ngực tôi đau khủng khiếp, đau như muốn nổ tung ra. Rồi họ lại cho tôi uống một thứ nước, ngay sau đó khiến tôi bình thường lại. Người đàn ông bận áo vét đó đưa tôi đi. Ông ấy nhắc lại cho tôi biết, đây chính là âm phủ. Trước mắt tôi hiện ra đầy rẫy những căn phòng tra tấn. Đại khái bạn có thể hình dung giống như mấy cảnh tra tấn thời Trung Cổ, kiểu như lính Mỹ tra tấn tù binh trong phim đó. Song hành hình mang rợ khủng khiếp hơn nhiều. Thoáng thấy thôi là đã kinh hồn bạt vía. Xem xong, người đàn ông đó nói rằng tôi tham quan địa ngục như vậy đã đủ rồi. Cả thân người tôi như có một lực phóng mạnh lên, tôi mở mắt bừng tỉnh. Tuy nhiên, chưa có xong, người đó kéo hồn tôi ra khỏi xác. Lúc đó cảm giác toàn thân tôi nặng trịch, rơi xuống đất, và như có ai đó ép vào người như cục đá nặng. Rồi một nhóm đông người chẳng biết từ đâu xúm lại, đánh tôi túi bụi, cào cấu, xâu xé tôi. Hoảng quá, lại như những lần trước, tôi tập trung niệm chú Đại Bi. Kỳ diệu thay, nhóm người liền tản ra dần và đi mất. Sau này tôi mới hiểu ra rằng, đó là các vong hồn oan gia trái chủ của tôi. Bị tôi hại từ nhiều kiếp trước, họ vốn luôn túc trực quanh tôi, chỉ chờ cơ hội là ra tay báo thù. Tôi mở mắt, kết thúc lần thứ 3 tham quan địa ngục kinh hoàng. Và chỉ 2 tháng sau đó, tháng 5 năm 2019, chuyện đó lại tiếp diễn, ấn tượng chân thực đến nỗi, tôi thấy như vừa mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Cô ấy lại tới, tôi thấy rõ linh hồn của tôi bước ra khỏi giường, đi tới một đỉnh núi đầy tuyết trắng xóa, nơi có một người đàn ông ăn vận như thời công tử Bạc Liêu. Nói rằng ông ấy có huyết thống mấy đời với tôi, ông ấy dẫn tôi đi thăm địa ngục và có cho tôi biết rằng chú của tôi đang bị tọa vào địa ngục. Vì tội gì thì tôi quên hỏi. Qua cánh cổng vào, 5-6 quỷ đầu trâu to lớn trượt đuổi cả đám người, chúng cầm lao phóng loạn xạ. Tôi hoảng hốt chạy thật nhanh và giật mình tỉnh giấc, thật đáng kinh hãi. Và lần cuối cùng chính xác là 2 ngày liền, 29 và 30 tháng 10 năm 2019. Lần này, đầu tiên tôi bị hai người có gương mặt rất kỳ dị, mặc đồ trắng, rượt đuổi trên một ngọn đồi. Tôi lại niệm chú, thì họ không bắt được. Tiếp đến, tôi lại bị rơi xuống một cái hố sâu, nơi có một con quỷ đen và một con quỷ trắng đang quay một cái máy xay thịt người. Nó không giống như cái cối xay, mà là hình chữ nhật đứng, giống cái tủ đựng nước ngọt. Tội hồn bị ném vào trong, quỷ bắt đầu xay. Nó kêu ầm ầm rung cả trời đất. Tôi đánh bạo nhìn vào trong đó, thấy toàn thân, tai, đầu, máu người lẫn lộn, kinh không thể tưởng tượng được. Bỗng hai con quỷ vận hành máy xay, nhìn thấy tôi, chúng đi tới định bắt hồn tôi ở lại, thay hồn khác nhập vào thân xác ở trần gian. Đã có kinh nghiệm, tôi lập tức nhắm mắt niệm Phật không dứt. Một lúc sau thì thấy thân mình được phóng lên,
mở mắt tỉnh dậy, hú hồn, xong tôi vẫn chưa hết tò mò. Ngày đêm hôm sau, tôi lại bị bóng đè, tôi thấy mình xuất hồn đi đến lại bàn thờ Phật và xin được tham quan âm phủ thêm một lần nữa. Dứt lời, cả thân người tôi nhẹ bẩn, có ba vị hiện đến, nâng tôi bay qua nhà cửa, cây cối, sông biển, bay rất nhanh để đến một đường hầm. Trong đó có mấy chục con chó, không phải chó bình thường, đó là chó địa ngục, con nào con nấy to khổng lồ, to cỡ phải bằng ba con trâu, hàm răng sắc nhọn đến ghê rợn. Chúng lao ra định cắn xé tôi, may mà ba vị ban nãy đến xua chúng đi. Họ dặn tôi phải nhớ cho kỹ, sau này quay trở về trần gian, phải kể lại cho người đời hiểu rằng đời là vô thường, sống chết chỉ cách nhau gang tấc, nên phải sống tử tế, phải giúp đỡ mọi người, sống đạo đức, lương thiện. Họ còn nói tôi có số chết tai nạn, nhưng nếu chịu khó tu tập sẽ thay đổi được. Một vị hỏi tôi, dưới âm phủ, ghét nhất là tội giết người và tội dâm dục. Nhà người trên chân gian có giết người và dâm dục không? Tôi liền chối ngay, nhưng ông ta nhìn và quát vào mặt tôi như đã biết rõ sự thật từ lúc nào. Cuối cùng tôi đành thú nhận rằng giết người thì chưa làm, nhưng tà dâm thì tôi có phạm. Tôi tiếp tục được các vị dẫn đi xem thêm vài khu vực nữa. Đầu đầu cũng toàn những cảnh kinh dị với những chông gai tu tủa đầy mật đất, với những đầu trâu mặt ngựa phóng lao vuông vút, với những tội hồn bị tra tấn rùng rợn. Cuối cùng họ đưa tôi trở lại trần gian. Sau cùng, ước nguyện đi tham quan địa ngục của tôi đã hoàn thành. Không phải một lần mà là rất nhiều lần. Mỗi lần là một trải nghiệm cực kỳ ấn tượng, khó có thể phai mờ. Tôi càng thêm tin tưởng vào uy lực của Phật Pháp, thêm niềm tin vào lý tưởng sống có ý nghĩa. Đã sinh ra trên cõi đời này, mọi giàu sang quyền thế chỉ là phù du, sống chết cách nhau chỉ gang tấc, không đáng để lấy đó là mục tiêu. Cần sống thật tốt, sống thật tử tế lương thiện, lấy đức hạnh, lấy trí tuệ làm mục tiêu. Chỉ như thế thì mới có được tương lai tươi sáng, hạnh phúc được. Câu chuyện của tôi, bạn có thể tin hay không tin, nhưng việc tu học theo Phật Pháp, sống tử tế, nhất định bạn phải làm. Vì kiếp người mong manh lắm, nay còn mai mất là thường tình, mà không biết đem những năm tháng sống ngắn ngủi của kiếp người để làm những việc ý nghĩa, lại lãng phí vào những mục tiêu phù phiếm. Thế thì không chắc kiếp sau bạn sẽ lại được làm người, không chắc kiếp sau bạn có cơ hội sống một cuộc đời ý nghĩa nữa đâu. Phật Pháp thay đổi tôi. Đây là kinh nghiệm Lý cư sĩ đích thân trải qua. Chúng ta hãy nghe bà kể. Tôi tên Lý Mẫn Huệ. Mặc dù chỉ 30 tuổi, nhưng cuộc sống đầy ắp tai nạn thống thiết khiến tôi cảm thấy bơ vơ, không được ai cứu giúp, nên càng chán chường, tuyệt vọng dạng bội. Cho đến khi gặp Phật Pháp, cuộc đời tôi mới có được những thay đổi hy hữu, xưa nay chưa từng có. Mẹ tôi có 10 người con, nên cuộc sống rất chật vật. Tôi là đứa thứ ba. Còn thằng em thứ 8 sinh ra rồi thì đem cho người ta nuôi. Cha tôi sớm đã qua đời. Tôi học hết lớp 3 thì bị ép thôi học. Sau đó tôi đi làm vú em, làm công. Được lò đời, mài dũa, khiến bản tính vốn kiên cường bất khuất, không chịu thua của tôi càng tăng thêm nghị lực. Tôi kinh doanh một công ty, thu nhập khả quan. 19 tuổi thì gặp ông chồng hiện giờ. Bởi vì hoàn cảnh gia đình đôi bên chênh lệch khác xa nhau, hơn nữa tôi còn nhiệm vụ phải chăm sóc các em, trai lẫn gái. Do nhiều nguyên nhân mà chồng tôi phải đồng cư với chúng 8 năm. Bởi cha mẹ đôi bên phản đối, nên chúng tôi không thể chính thức đăng ký kết hôn. Trong thời gian này, tôi đã làm một việc khiến lòng vô cùng ăn năn. Đó là tôi từng đi nạo thai một lần. Chính vì lần phá thai ấy đã để lại di chứng xấu, khiến nhiều năm sau tôi khó thể mang thai. Đến năm 2002, chúng tôi mới chính thức cưới nhau. Sau khi kết hôn xong, chúng tôi một bề muốn có con, đã khám rất nhiều bác sĩ, nghĩ hết cách,
nhưng cũng không thể như nguyện. Sau đó, vợ chồng tôi sinh hai bé gái, là chị em ruột, về làm con nuôi. Trước khi biết Phật Pháp, tôi thường hay phiền não. Bản thân luôn có cảm giác mịt mờ, không rõ phương hướng. Hằng ngày, sau khi tan sở về nhà, tôi chẳng biết đi đâu. Nên về hay không về mới tốt. Vì vậy, cứ lái xe lanh quanh trên đường, tay nắm vô lăng, mà không biết mình nên đi đâu, về đâu. Vì không lấp được khoảng trống, cảm giác hụt hẫng trong tâm tư. Nên chỉ trong 5 năm, tôi đã thay tới 5 cái xe mới. Tôi tiêu xài phung phí, trong khi tâm không ngừng loạn động rối bời. Tôi nghĩ, mình cũng là một người tốt, vì sao không được hảo báo? Trái lại, còn phải đối mặt với quá nhiều phiền lụy, đau buồn. Gia đình tôi đang nằm trên bờ vực tan dở. Tôi khổ tâm dắt sức kinh doanh, nhưng lại bị người lập mưu chiếm của. Còn các cô em thì không biết điều, cứ liên tục kiếm chuyện gây họa. Tóm lại, đời tôi là một cuộc sống hỏng bét, rối bời. Hằng ngày tâm tư luôn bị thống khổ, nung nấu. Một lần ngồi trên xe người bạn, tôi tình cờ đọc cuốn Báo ứng hiện đời và được những câu chuyện nhân quả trong đó khai thị, khiến tôi như bừng tỉnh cơn mơ. Cuộc sống tôi từ đây bắt đầu có phương hướng. Thế là tôi lập tức từ bỏ ăn mặn, thậm chí hãy nhìn đến thịt cá là phát nôn mửa. Ngày trước, tôi đi khắp nơi khám bệnh, bốc thuốc. Sau khi dứt ăn mặn rồi, thì chẳng cần dùng thuốc nữa. Ngược lại, toàn thân cảm thấy rất nhẹ nhõm, khinh an. Tôi cũng không còn tiêu xài phung phí bừa bãi, mà đã biết tiết kiệm và dùng tiền đó để cứu giúp cho người. Tháng 10 năm 2007, tôi may mắn được Hội Kiến trúc sư Quả Khanh. Ông là người bình dị, rất dễ gần. Vừa gặp, tôi đã có cảm giác cực kỳ thân quen, giống như tương ngộ thâm tình vậy. Tôi kể lể mọi khổ đau mình đã từng trải qua cho ông nghe. Đến lúc ông thuyết giảng cho mọi người, thì tôi lặng lẽ ngồi vào dự thính. Không ngờ, việc lạ lại phát sinh. Trong lúc tôi đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa, thì bỗng có cảm giác giống như mình đang rơi vào ổ gà. Trong đó có rất nhiều gà, vừa dơ vừa thối. Dường như tôi cũng là một con gà trong đó. Lúc ấy, toàn thân tôi phát run. Tiếp đến tôi không ngừng nôn mửa, mà bản thân hoàn toàn không hay biết. Lúc này, mấy người bạn tại hiện trường phát hoảng, vội chạy đến hỗ trợ. Họ nhanh nhẹn đỡ dìu tôi và giúp dọn sạch những ô uế. Khi tỉnh lại, tôi hoàn toàn chẳng biết là có việc gì vừa xảy ra. Tôi vừa mới tiếp xúc với Phật giáo đã nảy sinh cảm giác rất kỳ diệu, đồng thời cũng khiến bạn bè tại đó tăng thêm tính tâm. Tôi bỗng nhớ lại, chính trong lúc mang thai, vì muốn tẩm bổ thân thể, nên suốt thời gian dài, mỗi ngày tôi ăn một con gà. Nhưng rồi tôi cũng không giữ được thai. Đúng là nhân quả báo ứng, như bóng theo hình. Từ hồi xảy ra sự tình không thể tưởng này rồi, tôi bắt đầu tụng kinh Địa Tạng, lễ Phật và tĩnh tọa. Có lần ngồi suốt 8 tiếng, cuộc sống tôi dần dần xuất hiện sự thay đổi, công việc dần dần thuận lợi. Người em gái bỏ nhà ra đi, nay đã quay về. Tôi là cột trụ cho các anh chị em trong nhà. Không chỉ có công ty, tôi còn có một tiệm thời trang nữa. Nhưng trước đây chỉ kinh doanh qua loa. Sau khi gặp Phật Pháp rồi, tôi tiến hành quy hoạch đổi mới tiệm thời trang. Việc làm dần phát đạt. Nhưng tôi nhận ra, thu hoạch lớn chính là niềm an tĩnh tâm linh.
vì lòng tôi chẳng còn chấp trước nữa. Ngày xưa, những vật không thuộc của mình, tôi cứ nắm chặt không buông, khiến tâm lực mệt mỏi. Từ lúc hiểu đạo rồi, thì tôi buông dễ dàng. Đối với những gì đã mất đi, lòng cũng chẳng còn canh cánh nhớ hoài nữa. Nhờ vậy mà tâm tư ung dung, thoải mái rất nhiều. Quan hệ cùng chồng cũng trở nên tốt đẹp hơn. Tôi còn dự tính, cuối tháng 12 năm 2007, sẽ đến bệnh viện tỉnh thực hiện phương pháp thụ thai trong ống nghiệm. Nhờ đã hiểu nhân quả, nên hễ có phiền não là tôi tự hóa giải. Sau đó xảy ra một chuyện lạ. Đầu xuân năm 2008, tôi mơ một điềm mộng. Thấy trong nhà có một vị mặc hoàng bào, đầu trọc, toàn thân phóng quang chói lòa. Tôi thấy mình là một trong hai thường nhân đang quỳ trước ông. Người kia chẳng biết nói gì mà bị ông đuổi ra ngoài. Còn lại một mình tôi, thì vị tỏa hào quang đó bảo: "Ngươi muốn cầu ta điều gì?" "Muốn cầu con." "Được, ta cho ngươi như nguyện." Rồi tôi thức giấc. Sau đó cảm thấy thân thể có biến chuyển khác lạ. Tôi đã ngừng uống thuốc nửa năm nay, ăn chay cũng đã hơn nửa năm. Và chuyện kỳ diệu xuất hiện. Cuối cùng tôi đã mang thai. Điều này lạ lùng, đến tôi khó mà tin nổi. Vì vậy tôi liên tục đến bệnh viện khám, để bảo đảm chắc chắn là mình có thai. Sau khi tôi mang thai, dù thân thể phản ứng rất lớn, nhưng tâm vui mừng khôn tả. Cảm tạ Phật Pháp, cảm tạ chư Phật Bồ Tát gia hộ, dẫn dắt tôi vào con đường chánh tín, tu theo Phật Pháp. Phật Pháp đã đem đến cho tôi lợi lạc khôn cùng. Quả báo tà hạnh. Hiện nay y học đã chứng minh, hành vi tà dâm sẽ dẫn đến nhiều bệnh như gian mai, bệnh lậu, sida, vân vân. Còn Phật Pháp nhìn từ góc độ luân hồi trong lục đạo đã cảnh báo chúng ta rằng hành vi tà dâm chiêu ác báo không chỉ đời này mà còn kéo dài đến nhiều kiếp sau. Trong một buổi họp mặt các bạn đạo, có đôi vợ chồng trẻ dẫn một bé gái khoảng 2 tuổi đến cầu xin mọi người giúp đỡ. Cha mẹ bé khóc lóc kể lể con gái mình bất hạnh như thế nào. Nguyên bé gái này chỉ mới có 2 tuổi nhưng bị chứng bệnh ung bú ác tính nan y. Nghiêm trọng hơn nữa là ung bú mọc rất to ngay tại âm đạo. Song thân của bé như bị sét đánh vào đầu, không sao hiểu được lý do. Bé chỉ mới có 2 tuổi, vì sao lại vướng phải bệnh nặng như thế này? Đáng sợ hơn nữa là bác sĩ bảo rằng muốn trị bệnh này chỉ có nước phẫu thuật, nhưng xác suất thành công rất thấp. Mà nếu không mổ thì bệnh phát tác sẽ làm nguy tới tính mạng. Vì vậy, cặp vợ chồng trẻ này rất khổ tâm, nghĩ hết cách cũng không biết làm sao cho ổn. Bé gái khi bị bệnh hành rất đau đớn, cầu sống không được, cầu chết cũng không xong, khiến cho người thân phiền muộn đầy lòng, cũng đắm chìm trong thống khổ vô biên. Tôi và các bạn cư sĩ rất cảm thông cho bé. Càng tin sâu, đây chính là nghiệp báo trọng tội đang hiển hiện. Tôi quan sát một hồi, thì phát hiện ra nguyên nhân. Bé gái này tuy chỉ 2 tuổi, nhưng đời quá khứ, nó là một nam nhân, đã phạm tội tà dâm rất nặng. Không những phá hoại gia đình người, mà còn cưỡng hiếp, giết gái nhà lành rất ác độc. Gây nên thảm cảnh, người mất, nhà tan. Hồn người bị hại chết oan, ôm phẫn nộ căm thù, thề đeo theo báo oán, làm cho bé gái ngay hiện đời bị ung bú ác tính, thống khổ đến tận cùng. Tôi nghiêm túc bảo song thân của bé gái: "Hai vị cần phải giúp bé sám hối, tụng 49 bộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho quan gia kia." Tôi chưa nói xong, thì bỗng nghe đụi một cái, bé gái đã quỳ xuống trước tượng Phật, mắt tuôn ràn rụa lệ hối lỗi. Ánh nhìn chứa đầy vẻ van xin chúng tôi hãy cứu sống nó, dù nó chưa nói rành. Mọi người đều ngạc nhiên, cha mẹ bé bật khóc,
tôi xót thương bế đứa bé gầy gò lên, nhìn vào đôi mắt mờ mờ đầy vẻ khẩn cầu của nó, và bảo: Con nhất định phải sám hối trước Phật cùng mẹ. Hễ mẹ đọc một câu, thì con cũng đọc thêm một câu, và phải phát nguyện vĩnh viễn không làm thương hại đến bất kỳ người hay vật nào. Và tôi quay sang cha mẹ của bé, dặn dò: Hai vị phải tụng kinh, ăn chay, phóng sinh thật nhiều cho bé, tích góp từng chút thiện sự. Đem công đức đó hồi hướng cho quan gia trái chủ của bé, cầu họ tha thứ, buông xả quán thù cho. Sau khi về nhà, cả ba người quỳ trước Phật, thành tâm sám hối. Cha mẹ làm y theo lời tôi dặn, và chí thành tụng kinh hồi hướng cho những người từng bị đứa bé làm hại trong quá khứ. Kỳ tích xuất hiện. Hôm sau, cơn đau của bé đã giảm nhiều. Thấy vậy, toàn gia càng tinh tấn ăn chay, trì giới, tụng kinh, niệm Phật. Nhờ vậy, ung bú của bé bắt đầu teo nhỏ đi. Láng giềng chung quanh nhìn thấy kỳ tích của bé xuất hiện thì cũng xúm nhau học Phật tập tu. Nguyện cho cả nhà họ sớm ly khổ đắc lạc, sống khang kiện hạnh phúc. Chỉ cần họ chịu ăn chay trì kinh, siêng năng sám hối sửa lỗi, bé gái này nhất định sẽ khỏi bệnh. Cuối cùng, tôi xin khuyên những vị phóng túng tà dục, lấy đây làm gương, chớ nên đắm mê trong sắc dục. Làm vậy là hại mình, hại người. Đời này không những khiến thân thể suy yếu, yểu mệnh, mà đời sau còn mắc đủ ác bệnh, thậm chí còn bị đọa vào địa ngục, súc sinh, thọ đủ thống khổ. Thân người khó được, xin hãy biết quý trọng. Phỉ bán Phật Pháp, phải sám hối. Hủy bán Phật Pháp, nhất là Pháp Đại Thừa, quả báo rất nặng. Trong kinh Phật Thuyết Diệu Pháp Quyết Định Nghiệp Chướng có ghi: Nếu chúng sinh nghe thuyết Đại Thừa, tâm không vui sinh hủy bán, nên biết đó là quyến thuộc của tà ma. Do khởi tâm hủy bán kinh điển Đại Thừa, chết xong sẽ đọa A Tỳ, chịu vô lượng khổ, sau đó sinh vào loài ngạ quỷ, ăn lửa, ăn phân, đàm, giải, chịu khổ vô lượng kiếp xong, thì sinh làm người phong cùi, bị mù, điếc, câm, ngọng, các căn không đủ. Những chúng sinh này trải qua vô lượng kiếp sinh tử, cuối cùng mới được gặp Phật thờ phụng cúng dường. Vì vậy, khi nghe Phật thuyết kinh Đại Thừa, nên giữ tâm trong sạch, không tạp niệm. Tiểu Quách là một sinh viên cao lớn, anh tuấn, vừa tốt nghiệp đại học xong, đang chuẩn bị sang Mỹ du học. Nhưng anh mắc một tâm bệnh rất khó trị, vì vậy đã tìm đến tôi nhờ giúp đỡ. Vừa gặp mặt nhau, Tiểu Quách lộ vẻ thống khổ bày tỏ: Trời ơi, tôi phạm phải lỗi rất lớn. Tôi biết là mình không đúng, nhưng chẳng tài nào khống chế được. Phải làm sao đây? Nghe vậy, tôi liền hỏi: Lỗi gì nặng nề? Lại biết rõ sai trái mà không khống chế được, là ghiền ma túy hay tà dâm? Tiểu Quách đáp: Không phải mấy thứ đó, còn nghiêm trọng hơn nữa kìa. Tôi học Phật mấy năm nay, hiện tại có thể ăn chay, tụng kinh, phóng sinh, nhưng lại mắc phải một bệnh rất lớn. Là mỗi khi tôi xem kinh, thấy trong đó ghi, phải cung kính Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, chẳng nên cuồng vọng phỉ báng, nếu không sẽ bị quả báo. Là tôi liền khởi tâm hoài nghi chẳng tin, có lúc còn cố tình phỉ báng Phật Pháp, để xem thật có quả báo chi chăng. Một lần nọ, tôi thấy trong kinh Lăng Nghiêm viết, ông tu tam muội nhằm xuất trần lao, tâm sát chẳng trừ, trần không thể xuất. Cho dù ông đa trí, thiền định hiện tiền, nếu chẳng dứt xác, ắt đọa thần đạo. Khi xem xong đoạn này rồi, tôi liền sinh tâm nghi, còn nãy ấy sai người nhà đi mua cá về giết ăn, để xem có quả báo gì chăng. Do vậy mà tôi phá giới, sát sinh. Sau đó rất hối hận, biết mình làm thế là không đúng, nhưng không hiểu tại sao chẳng tự khống chế được. Anh đã nhận ra đó là lỗi,
biết mình làm không đúng thì phải phát tâm sám hối. Tuy tôi biết là không đúng, nhưng lắm lúc vẫn muốn moi móc, kiếm tìm các điểm trong kinh Phật để phỉ báng. Tôi tự biết như vậy là có lỗi, nhưng lại không thể sửa. Điều này khiến tôi rất sợ. Phải làm sao đây? Nhìn Tiểu Quách ương bướng cứng cỏi như khói đá, tôi nghĩ chỉ có thể dùng pháp kim cương để đánh tan tính ngông cuồng này thôi. Tôi bèn làm mặt nghiêm, đanh thép nói: Anh có biết phạm tội bán Phật bán pháp là phải đọa vô gián địa ngục hay không hả? Nếu anh không phát tâm tha thiết sám hối là tự làm uổng phí đời mình, bởi vì tội ấy mà phải đọa địa ngục. Thật ra trong tiền kiếp của anh đã mấy đời tu hành tọa thiền khổ hạnh, nhưng lại có trí kiến bất chánh, y như 50 loại ma ngũ ấm trong kinh Lăng Nghiêm Phật từng mô tả. Do trong lúc thiền định, anh thấy đủ cảnh giới lạ như gặp Phật, thấy cuộc quốc độ chư Phật, các hào quang Phật, vân vân. Anh liền tự cho mình đã chứng thánh, đã khai ngộ, rồi khởi tâm ngã mạn, cống cao, kiêu căng đến cực độ. Phật từng cảnh báo, nếu thấy cảnh lạ, không mê đắm, chấp trước thì đó là điều tốt, còn nếu tự cho chứng thánh tất lạc vào đường tà. Do vậy mà anh bị ma thừa cơ nhập dựa, xúi làm sai trái, để anh đọa thẳng vào quỷ đạo. Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, đời này nhờ thiện duyên chín mùi, nên anh có phúc được mang thân nam tử tướng mạo khôi ngô, được tiếp xúc Phật Pháp. Nhưng nếu anh chẳng biết nắm bắt dịp may, tranh thủ tu hành, lo phá trừ tà kiến, ngã chấp, thì là uổng phí hết duyên lành. Tiểu Quách có vẻ kinh hoảng, hỏi: Vậy tôi phải làm sao? Khi trở về, anh cần phải đem những kinh Phật mình từng phỉ báng, cung kính đặt trên Phật đường hoặc nơi khiết tịnh, rồi quỳ xuống thành tâm sám hối các tội ác, bán Phật bán Pháp đã qua, và phát thệ không tái phạm nữa. Xong anh thành tâm lễ bái sám hối, ngày ngày đều phải làm như vậy, cho đến khi tâm anh thật sự thanh tịnh, không còn chút ý niệm phỉ báng. Anh phải xem kinh Lăng Nghiêm, học thuộc lòng 50 loại ngũ ấm ma để phân biệt cho rõ, và phải tụng thuộc chú Lăng Nghiêm hồi hướng, cầu Phật lực gia trì mình có đủ chánh tri chánh kiến, tâm bồ đề kiên định bất thoái. Anh có làm được hay không? Làm được, làm được, tôi biết rồi. Cuối cùng, tôi cũng tìm được phương thuốc nhổ tận gốc căn bệnh bất trị này. Thế thì may quá, bệnh tôi có hy vọng khỏi rồi. Nhìn Tiểu Quách tỏ vẻ ăn năn và mừng rỡ, tôi thành tâm cầu cho anh sớm thành đệ tử chân chánh của Phật, ngày sau đóng góp một phần công sức hoằng pháp cho Phật giáo. Cố gắng nha, Tiểu Quách. Giải thích. Trong kinh Niết Bàn, Phật khai thị: Ca Diếp, trên thế gian này có ba loại bệnh nan y mà người ta hay mắc phải. Một, phỉ báng kinh Đại Thừa. Hai, tạo tội ngũ nghịch. Ba, nhất xiển đề, đoạn hạt giống Phật. Đây là ba loại bệnh cực nặng, chỉ như bậc thinh văn duyên giác mới có khả năng trị. Tiểu Quách biết tội của mình, nhưng không thể khống chế, phải cầu thiện tri thức nhờ giúp đỡ. Khi được chỉ bày cho rồi, mới sáng tỏ nhân quả, quyết định nhiếp tâm, sám hối diệt tội. Đáng sợ nhất chính là những vị thầy xưng cao nhân, tuy mặc áo Phật, nhưng lại ở trên đài cao giữa đông thính chúng ngang nhiên phỉ báng Phật Pháp. Bản thân đã không tuân giữ quy củ Phật môn, lại chẳng dạy đệ tử giữ giới, còn hướng dẫn sai, khiến nhiều người lạc tà, thật đáng buồn, đáng tiếc biết bao. Thế nhưng nhất định phải thâm nhập kinh tạng, học kỹ bốn điều răn dạy minh bạch về tánh thanh tịnh trong kinh Lăng Nghiêm để phân biệt rõ chánh tà, không lạc vào nẻo sai. Quan Âm cứu nạn. Một ngày khoảng 8 giờ tối năm 1997, tôi vừa tan sở xong thì vội lên chuyến xe tối về nội thành. Lúc này người trên xe rất ít, đi được nửa đường thì bỗng có bốn thanh niên say bí tỉ bước lên xe. Trong tay mỗi người cầm một chai rượu, y phục xốc xếch, rõ ràng là say quất cần câu.
Một thanh niên trong đây thấy tôi ngồi một mình, liền bước siêu vẹo tới ngồi cạnh tôi, còn tùy tiện gác một tay lên lưng ghế tôi. Ba ông ma men kia thấy vậy, đều nhào tới, ngồi xuống bao vây tôi. Ừ, cho anh ngồi chung nghe. Lúc đó, tôi cảm thấy cực kỳ bất an. Trong lòng hơi ớn, nhưng ráng giữ bình tĩnh, nghiêm nghị bảo anh thanh niên ngồi sát tôi, hãy bỏ tay xuống. Kết quả, chẳng những anh ta không nghe, mà còn phản ứng suồng sã táo tợn hơn, bằng cách choàng tay lên vai tôi, còn cười ha hả thật lớn. Chắc chắn, đây là một tên lưu manh. Tôi muốn đổi chỗ, nhưng gã chẳng cho tôi đi ra. Tôi liền hướng anh bán vé cầu cứu, tôi kêu thật to. Anh bán vé ơi! Anh bán vé từ từ đi tới. Tên lưu manh này thấy vậy, liền xa sầm mặt, vội xỉa tiền ra mua 5 vé. Còn chỉ vào tôi, trần tráo bảo. Tôi mua vé cho em gái này luôn. Em gái này á, trong nhóm của tôi. Trong nhóm của tôi hết trơn á. Nghe vậy, tôi thật có miệng mà nói khó khăn, nhưng vẫn ráng giải thích. Tôi không quen họ, anh đừng lấy tiền của họ. Vé của tôi hãy để tôi mua. Nói xong, tôi đưa mắt nhìn anh bán vé, ngầm cầu giúp đỡ. Nhưng anh ta chừng như quá sợ đám du côn này, khẽ liếc tôi một cái, rồi lủi về chỗ mình ngay. Anh ta cứ giả lơ, làm như không nghe thấy gì. Còn lại mình tôi với đám lưu manh, không ai bảo vệ. Trong lúc cực kỳ nguy cấp đó, tôi chỉ còn biết cầu Bồ Tát cứu mình thôi. Tôi rất tin Bồ Tát Quan Âm, hữu cầu tất ứng, trong lúc nguy nan sẽ chở che gia hộ bất tư nghì. Giữa đêm tối bơ vơ không ai giúp đỡ, tôi đành chắp tay niệm thầm, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Tôi nhất tâm khẩn cầu Ngài che chở, cứu tôi thoát khỏi cảnh nguy hiểm. Dần dần, nội tâm tôi trở nên bình tĩnh, không còn căng thẳng, mà cũng chẳng còn sợ hãi nữa. Vì ngay lúc đó, tâm và Phật hiệu đã hợp nhất. Khoảng chừng 15 phút sau, trong lúc tôi đang chuyên tâm nhất ý niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, thì đột nhiên mấy gã say đang hùng hổ, bao vây áp đảo tôi, bỗng thét lên thật to. Bác tài, mau dừng xe lại, cho tôi xuống xe. Chuyện gì vậy? Phiền phức quá đi. Xe đang chạy trên đường cao tốc, không thể dừng lại. Dừng lại. Trời ơi! Quá thiệt, tôi không tin được. Dừng xe lại. Mau dừng xe lại. Trời ơi! Dừng xe lại đi. Gã ngồi cạnh tôi vừa nói vừa tỏ vẻ rất thống khổ. Lúc này mấy gã say còn lại cũng quýnh quán đứng dậy hết. Đồng hoảng loạn la to. Trời ơi, mắc tiểu quá, hết nhịn nổi rồi, mau dừng xe lại. Trời ơi, tôi xuống xe. Tài xế vừa dừng, thì bốn gã say vội nhào lăn xuống đường, rồi biến mất hút trong đêm. Ông tài xế chửi đổng một câu. Đồ thần kinh. Rồi cho xe chạy tiếp. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Trên xe, bầu không khí giờ đã yên tĩnh trở lại. Tôi hết sức cảm tạ Bồ Tát Quan Thế Âm đã ngầm gia trì, chính là nguyện lực từ bi của Ngài đã giúp tôi hóa hiểm thành an. Đúng như trong Kinh Phổ Môn nói, chúng sinh bị khổn ách, vô lượng khổ bức thân, Quan Âm diệu trí lực, năng cứu khổ thế gian. Lúc ách nạn tôi được thọ ân như thế, xin mạo muội kể ra chia sẻ cùng người hữu duyên. Tôi muốn nói rằng, nếu bạn gặp nguy hiểm, lâm vào cảnh bơ vơ cô độc một mình, không có ai chở che, thì hãy chí thành niệm danh Bồ Tát Quan Thế Âm, chỉ cần bạn thành tâm hết lòng, nhất định sẽ nhận được lực gia trì không thể nghĩ lường của Ngài. Mỗi người chúng ta trong quá khứ vì thiếu hiểu biết mà tạo vô số ác nghiệp, khiến tự tánh quý giá bị ô nhiễm, vấy bận bụi trần. Do tâm bị vô minh che lấp, khiến chúng ta chẳng thể nhìn thấy ánh sáng quang minh, vì vậy cần phải quét sạch trần cấu. Theo nhà Phật, phương pháp tẩy sạch trần cấu tốt nhất chính là sám hối, một trong các thiện hạnh như tụng kinh, lễ Phật, niệm Phật, trì chú, vân vân. Tổng giám đốc Trần là nữ doanh nhân, chủ một đại xí nghiệp thành đạt. Bà học Phật đã hơn 2 năm. Dưới ảnh hưởng của bà, nhiều nhân viên trong xí nghiệp cũng bắt chước ăn chay tập tu theo.
Nhờ đó mà đời họ thay đổi, tinh thần phấn chấn, xí nghiệp càng phát mạnh, chất lượng sản phẩm thêm ổn định. So với các xí nghiệp khác, thì bà Trần là một nữ lãnh đạo nổi tiếng, được mọi người nhiệt liệt khâm phục, ngợi khen. Ngày nọ, bà Trần đến nhà tôi, kể về tình trạng sức khỏe của mình. Bà than, thời gian gần đây, mình hay bị nhức đầu dữ dội mà không rõ nguyên nhân. Chứng bệnh này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác, sinh hoạt và việc tu tập của bà. Lúc bà Trần đương kể lể về chứng nhức đầu, thì tôi bỗng nhìn thấy từ vai trái đến gáy của bà, xuất hiện một con cá sấu thiệt to, không ngừng cắn xé nơi cổ bà, khiến cho phần bên trái đầu, máu chẳng cung ứng đủ cho não. Tôi không kìm được, vội hỏi. Bà có từng ăn thịt cá sấu hay loài vật hoang dã nào không? Bà Trần rầu rĩ nói. Trời ơi! Tôi đã ăn quá nhiều thịt động vật. Trước đây, khi còn ăn mặn, do phải thường xuyên chiêu đãi xã giao với khách, nên tôi đã ăn hầu hết mọi loài hoang dã, như đà điểu, rùa, thỏ rừng, gà tuyết, độc xà, thậm chí cả cá sấu nữa. Nhưng mà thịt cá sấu tôi chỉ ăn qua có một lần. Hơn nữa, lại là dạng thịt đông lạnh, người ta đã giết sẵn trước đó rồi. Tôi giải thích. Mặc dù bà chỉ ăn một miếng thịt, nhưng chính bà là người đứng ra mời khách, tự xuất tiền cho vụ tạo ác nghiệp này. Phải biết những loài động vật hoang dã, tương tự cá sấu, có tính linh rất lớn, chẳng nên tùy tiện giết nó, không nên vì ham ngon miệng no bụng mà ăn thịt chúng. Ngài tuyên quá từng giảng, vì sao không nên sát sinh, lý do như sao, chúng ta ăn thịt chúng sinh, sẽ thu nạp khí và má huyết súc sinh vào thân chúng ta. Thần thức nó cũng đeo theo quấy phá. Chính con cá sấu đã ra tay báo thù, khiến thân thể bà luôn bệnh hoạn, cực suy. Hiện giờ thần thức nó đang ở phía bên trái, từ vai đến gáy của bà. Nó không ngừng cắn xé cổ bà, làm cho não bên trái máu không cung ứng đủ. Đó là nguyên nhân vì sao bà nhức đầu. Bà Trần tỉnh ra. Nói như vậy thì tội tôi quá lớn, vì tôi từng ăn qua rất nhiều động vật hoang dã. Nhất định tôi phải sám hối, tụng kinh phát nguyện. Trước tiên phải hồi hướng cho con cá sấu này đã. Tối đó, tắm rửa xong, bà Trần quỳ trước Phật, tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng cho con cá sấu đã bị giết hại. Trong quá trình tụng kinh, bà ráng chịu đựng, kiên trì tụng hai bộ kinh Địa Tạng và khắc phục được các chứng chóng mặt, nhức đầu. Qua hôm sau, lúc gặp lại, tôi thấy tinh thần và tướng mạo bà đã có thay đổi tốt. Mặt bắt đầu tươi tắn hồng hào, những vết ám đen cũng tan hơn phân nửa. Chiều đó, mấy đạo hữu đến thăm bà Trần. Trước mặt mọi người, bà tổng giám đốc oai vệ này đã buông bỏ hết vẻ cao ngạo quan liêu của mình, thành khẩn kể lể, phát lộ những lỗi lầm mình từng phạm trong quá khứ, chân thành sám hối, tội mình đã từng ăn và giết hại nhiều sinh vật. Bà sám hối ngày xưa, khi làm lãnh đạo, đã có tâm cống cao ngã mạn, nóng nảy hẹp hòi, sám hối, mình lúc chưa học Phật đã tạo nhiều ác nghiệp chất chồng. Ngay lúc bà đang sám hối, những vết ám đen còn lưu trên mặt dần dần tan biến hết, thay vào đó là nét sáng rỡ, hồng hào tươi tắn. Lúc này tôi nhìn thấy những chúng sinh từng bị bà làm hại đang thấp thoáng, ẩn hiện, dưới uy lực chân thành sám hối của bà, chúng sinh tâm tha thứ hỷ xả, rồi từng tớp, cùng bay lên, trong chốc lát, đã vãng sinh vào thiện đạo. Sức mạnh sám hối thù thắng và cực kỳ lớn như thế đã khiến mọi người xúc động sâu sắc. Cả hội trường nhốn nháo, cùng nhau thú tội. Thế là, anh một câu, tôi một câu, ai cũng thành tâm phát lộ nhận lỗi, lao sao tự kiểm điểm ác nghiệp và những lầm lỡ sai quấy của mình đã tạo trong quá khứ. Sức mạnh của sám hối, đúng như Phật từng thuyết trong Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt, như sau: nếu người tạo tội nặng mà biết ăn năn tự trách, sám hối lỗi xưa, nguyện không tái phạm,
ác có thể nhổ sạch tận gốc mọi ác nghiệp. Thằng cháu quý. Tưởng cư sĩ năm nay hơn 70 tuổi, thường tham gia Phật thất, nhưng bà có chứng bệnh tim khiến bà niệm Phật không được chuyên nhất. Nguyên do chính là tại thằng cháu nội tên Lư, 17 tuổi, thường theo ông xã bà, tuổi gần 80, kêu to, hét lớn, ép bà làm những việc nó cần. Từ việc thay y phục hàng ngày, cho tới cung ứng cơm nước phải hầu nó ngày 3 bữa, thậm chí còn sai bà tới nhà bằng học lấy những thứ nó cần nữa. Con trai bà điều kiện kinh tế rất khá, có ngôi biệt thự xây kiểu hiện đại tối tân, sở hữu điền sản, nhà xe đều rất nhiều. Rất muốn thằng con về ở chung, nhưng thằng Lư từ nhỏ chỉ thích ở với ông bà nội. Song ngày ngày, nó luôn quấy phá hành hạ, làm phiền hai ông bà đủ điều. Bất kể ông bà nội đối tốt đến mấy, nó luôn trở mặt lợt lộng, cáo gắt vô lễ. Lúc bực tức, còn đá nhà đá cửa, quậy một trận văn tưng bừng, nó mới chịu yên. Tưởng cư sĩ than. Có thằng Lư ở nhà, hai vợ chồng chúng tôi, miệng dù có niệm Phật, tâm cũng chẳng an được nữa. Tôi nghe xong, hết sức cảm thông và tội nghiệp họ. Vì vậy, bèn thỉnh giáo hòa thượng diệu pháp. Sư phụ trầm ngâm một lúc, rồi ôn tồn bảo. Hai ông bà này kiếp trước cũng là vợ chồng, ngủ ở nông thôn. Họ có nuôi một con lừa. Con lừa này bình thường giúp họ trồng trọt, chở đồ, đưa họ ra chợ, đi về. Nó làm mọi việc rất vất vả, nhưng an toàn rơm khô, không xứng với công sức nhọc nhằn của nó. Lại còn hay bị chửi mắng, đánh đập. Đến khi con lừa già, họ đem nó bán cho lò mổ. Hiện nay, thằng Lư chính là con lừa chuyển sinh làm người đến đòi nợ họ. Hai ông bà phải nhanh chóng đến trước Phật sám hối tội ngược đãi con lừa kiếp xưa, và mỗi ngày phải tụng một bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho nó, chứ vậy mới có kết quả tốt. Nếu không, tương lai cả hai sẽ bị nó làm cho tức chết. Tôi đem lời hòa thượng thuật lại cặn kẽ cho tưởng cư sĩ nghe. Bà cực kỳ tin, và nói. Thằng bé này đúng là con lừa. Hèn gì mà nó hay đá, và tính khí vô giận thất thường. Chọc tôi bị nó chọc tức. Đến nỗi lên tăng sân. Mấy ngày trước còn bị hành đến đau tim. Nếu nó cứ quậy theo cái mẫn này mãi, thì chắc chắn là cái mạng già của tụi tôi sẽ tiêu đời. Lần này, đã biết rõ nguyên nhân của não phiền rồi, họ nhất định sẽ làm y theo lời sư phụ dạy. Hơn một tháng sau, tưởng cư sĩ gọi điện tới nói. Tôi xin báo tin cho Tôn Huynh và Hòa Thượng Diệu Pháp hay. Tôi và ông xã hàng ngày kiên trì tụng kinh Địa Tạng sám hối lỗi đã qua trong quá khứ. Từ hồi bắt đầu tụng, tính đến nay đã 39 bộ rồi. Suốt thời gian này, thằng Lư chỉ quậy có một lần, miệng hét la quát mắng không còn nữa. Hơn nữa, hôm qua thầy giáo còn biểu dương, khen nó tính chất phát, ưa giúp người. Thật khiến hai vợ chồng già chúng tôi mừng đến rơi lệ. Nói xong, bà buộc miệng tán thán. Quy lực kinh Địa Tạng quả là cực lớn, không thể nghĩ lường. Phật Pháp thật là diệu kỳ, hiện tại chúng tôi tu hành. Tính tâm càng tăng kiên cố. Quán ngon cao cấp. Tại đại lộ Tung Sơn của thành phố Đài Bắc phồn hoa, có một tiệm vịt quay nổi danh khắp xa gần, tên là Quán ngon cao cấp. Làm ăn rất phát đạt, khách ra vào tấp nập. Cửa tiệm rộng lớn, thiết kế sang trọng. Nhân viên nam nữ phục vụ trong quán đều trẻ trung, mặc toàn tây Âu trắng. Bếp trưởng đội nón trắng tinh, tay luôn đeo găng, chứng tỏ bình cực kỳ vệ sinh sạch sẽ. Nhân viên trong quán từ khuya đến tối bận rộn như con quay để tiếp đãi, bưng bê phục vụ thực khách. Còn vị chủ quán họ Thái, tuổi ngoài 50, béo tròn phục phịch, mặt tây Âu, mặt mày hớn hở ngồi nơi quầy thu ngân sau mấy đếm tiền, tay đeo đồng hồ vàng chói,
cười toe tét, vui tới không thể khép miệng lại. Trước cửa tiệm là quầy hàng bán lẻ, phía sau tiệm là xưởng giết mổ, lò quay nướng vịt. Bảo đảm thịt vịt luôn tươi mới thơm ngon, hấp dẫn thực khách ăn rồi còn muốn ghé nữa. Vì vậy mà tiệm buôn càng ngày càng phát. Mấy năm gần đây, tiệm lập chi nhánh các nơi, chủ quán ngày càng mở rộng nghề sát sinh và bạn bè giao tế thù tạc càng nhiều. Trong đây không thể thiếu các thực khách của Tủ Gia, Vũ Trường, Tiệm Vàng, Sòng Bạc, vân vân. Phải nói lúc này cũng là thời kỳ ông hưởng thụ tiêu xài vô cùng mãn ý, biết thế nào là cực khoái của kiếp nhân sinh. Mỗi năm, khi mùa xuân đến, nhà nhà hộ hộ thấy đều cần sắm hàng Tết, thân hữu đa số đều muốn biếu xén quà, thì quán cao cấp việc làm ăn càng phất, lên như thủy triều dân. Khách quen muốn mua được vịt quay mới ra lò, phải xếp hàng chờ đợi từ 3 đến 5 tiếng. Nhân viên phục vụ tất bật tới nửa khuya. Quán phải mướn thêm người phụ lâm thời, mà vẫn bận tiết mù không thể nghỉ ngơi. Vì vậy mà phải tổng động viên toàn gia, cả nhà đều lao vào cuộc, bận rộn buôn buôn bán bán. Hôm nọ, cũng giống như mọi ngày, tiệm đang buôn bán rơm rã, huyên náo ồn ào, thì trong khoảnh khắc, bỗng nghe có tiếng vịt rống rất to, lớn vang dội, trấn áp hết mọi tạp âm trong tiệm. Vì vậy mà thu hút trọn sự chú mục của bao người. Thế nhưng ai chứng kiến cũng đều đứng sững, đứng như bị trời trồng. Giây phút này, mọi người chỉ biết kinh ngạc, dương mắt ngó lão chủ quán đang nằm dài trên đất, hình trạng giống y như con vịt. Miệng của lão không ngừng kêu lên tiếng cạp cạp. Không những giống như vịt mà còn to hơn vạn bội. Mọi người đều xúm lại, vây quanh nhìn và không ngớt bàn tán xôn xao. Bỗng có một bà béo mập hét thật lớn, nói: "Ôi trời đất ơi, lão này giết vịt nhiều quá nên bị quả báo đó. Sợ quá, tôi không dám ăn thịt vịt nữa đâu." Mọi người bây giờ mới tỉnh hồn trở lại, không hẹn mà đồng một mục đích, xúm nhau chạy ra khỏi tiệm, giống như là bầy ong vỡ tổ. Bà giám đốc phu nhân vội mời bác sĩ đến chữa trị, nhưng dù bác sĩ tài ba đến mấy cũng không thể nào khiến ông ngừng kêu tiếng cạp cạp quái gở kia. Ông cứ kêu như thế suốt 3 ngày 3 đêm, cho đến lúc kiệt sức không còn kêu được nữa, thì hai mắt ông mở to, thất thiểu, ọc máu, và ông tắt hơi trong thống khổ tận cùng. Kể từ hôm đó, tấm bảng hiệu quán ngon cao cấp bị tháo dỡ, các chi nhánh khắp nơi cũng đóng cửa, dòng tộc họ Thái cũng giấu luôn tông tích. Không biết họ dời đi cư trú ở đâu. Tâm sự quý phu nhân, tan nát lại đoàn viên. Tôi tên là Mã Kim Lộ, vợ của Lữ Sơn Kiệt. Tôi đã quy y Phật giáo, cũng là đệ tử Hòa Thượng Diệu Pháp. Mọi người gọi tôi là Mã cư sĩ. Tôi vui lắm. Con trai của tôi 14 tuổi, tuy nó chưa có quy y Phật, nhưng cũng thay đổi rất là tốt, còn gì tôi chép kinh Địa Tạng nữa đó. Gia đình tôi hiện tại tôi chẳng có giàu có, nhưng chẳng vất vả lo ăn lo mặc. Điều khiến mà tôi mừng nhất là, từ lúc Lữ Sơn Kiệt bước vào đường học Phật, anh đột nhiên biến thành một người khác, thay đổi hẳn luôn à nha. Mới đầu nghe anh nói sẽ theo đạo Phật tập tu, ngay cả tôi cũng không dám tin, còn cho rằng chắc anh đã bị bệnh gì đó. Tôi không dám nói là bệnh thần kinh, dù có nghi như vậy. Ngày nọ, thấy anh ôm tượng Phật bước vào nhà, thượng lên bàn, thờ phụng tại phòng khách. Từ đó, hàng ngày thắp hương lễ bái tụng kinh. Tôi làm gan hỏi: "Nè, người như anh mà cũng biết thắp hương lạy Phật hả? Liệu Phật có chứng, có chúc phúc cho không vậy?" Anh ôn tồn đáp: "Y như con trai mình có tính bướng lì, hay gây chuyện, không chăm học, nói danh là học sinh dở, học sinh tồi, thì vị thầy dạy nó không phải là ngày nào cũng mong nó thay đổi ngoan ngoãn trở thành học sinh tốt hay sao. Lữ Sơn Kiệt tôi, từ đây trở về sau, muốn là một người thiệt là tốt, thì sao không thể học theo Phật được? Mà nè, hồi xưa tôi thường gây gỗ chửi bà, có lúc còn đánh bà, đều là tôi có lỗi, tôi sai hết.
từ nay tôi thề bỏ uống rượu, bỏ hút thuốc, dứt tuyệt ăn mặn. Tôi nguyện là một người xứng đáng làm đệ tử ngoan của Phật. Nếu mà bà còn giận á, thì cứ đánh tôi cho hả giận đi, cho nhẹ lòng đi, hen. Ôi trời ơi, ôi mẹ ơi, hôm nay mặt trời mọc hướng Tây rồi sao? Lữ Sơn Kiệt đã nói lời của con người rồi nè. Những lời anh nói khiến tôi mở to mắt, khiến tôi nhìn sững. Anh càng nói, tôi càng tuôn lệ đầm đìa. Chẳng biết duyên số du rủi như thế nào, mà hồi tuổi trẻ xinh đẹp tôi lại chọn anh. Thuở đó, tin anh ngang tàn, ưa đập lộn, ưa gây chuyện, nên nổi danh khắp hương thôn. Hồi đó, tôi còn ngưỡng mộ cho anh là có khí phách hảo hớn nữa chứ. Tôi nghĩ, nếu lấy anh rồi, thì tương lai sẽ không ai dám bắt nạt tôi. Mà đúng thiệt, quả thật là chẳng ai dám ăn hiếp. Không riêng gì bạn bè thân quyến, mà kể cả chòm xóm láng giềng cũng đều lánh xa tôi. Sau này mới biết, anh là trùm du đảng. Như vậy, tôi nghiễm nhiên thành quý phu nhân của ông trùm. Vậy thì, đố ai dám động tới? Hàng ngày sau khi tan sở, chồng tôi thường không về nhà. Anh cứ la cà ở ngoài tụ họp cùng đám bạn bè đồng chí nhậu nhẹt. Hãy uống nhiều thì gây lộn, vậy tưng lên. Không chỉ thế, ở nhà ăn cơm, anh cũng nhậu. Chưa xong tiệc rượu thì đã say khướt, nổi điên, đập đông đánh tay, bấm con loạn xỉ à. Có lần á, vì chút chuyện giặt, anh mắng tôi. Tôi đâu có nhịn được, tôi liền trả treo lại mấy câu. Thế là anh giang tay đánh. Bộp vào mặt tôi, cú tát đập mạnh vào tay trái. Lúc đó mắt tôi nổ đom đóm, tôi té xuống, ngất xỉu. Khi tôi tỉnh lại, thì tay trái hết còn nghe ngóng được gì. Tôi đến bệnh viện khám, bác sĩ nói, tay tôi bị lũng màng nhĩ. Hồi đó, mái ấm của chúng tôi rất hiếm khi không có chuyện. Việc đánh mắng gây gỗ thường xuyên xảy ra. Tục ngữ nói, gần mực thì đen, rất đúng. Do hôn nhân không hạnh phúc, vợ chồng luôn bất hòa. Cuộc sống bị dấn chìm trong khổ não, phẫn nộ, khiến tôi dần dần lây tật xấu của anh. Tôi cũng thành nữ anh hùng để nổi nóng, cáo bực. Tôi cũng nhậu, bí tỉ, hút thuốc mịt mù. Lúc đó tôi nghĩ anh chẳng để tôi sống an qua ngày thì tôi dựa vào đâu mà tiết kiệm cho anh chứ. Hãy lãnh lương xong, thì tôi ăn to uống lớn, đi gầy sòng nhậu, mượn men rượu giải sầu, phiêu du trong khói thuốc. Nói khiêm nhường thì một ngày tôi có thể nốc cả bình rượu, hút hai gói thuốc. Việc tìm vui qua chất kích thích của men bia, khói thuốc đã đem đến cho tôi nhiều bệnh hoạn, đồng lương ít ỏi lại phải đổ hết vào bệnh viện. Thường là mới nửa tháng, túi tôi đã rỗng. Thế là tôi cứ sống xiên xẹo cho qua ngày. Hai chúng tôi hãy ngồi vào bàn nhậu, một khi gây chuyện thì rượu và thức ăn bay cùng nhà, con cái khóc rùm, vợ chồng cứ cãi lên. Chúng tôi có nói chi, làm gì, láng giềng cũng chẳng ai thèm khuyên ngăn. Bạn xem, duyên nợ của chúng tôi là vậy đó. Thế mà cũng gọi là mái ấm, là gia đình. Nhờ hai vợ chồng cư sĩ Lý Đinh dùng Phật Pháp cứu vớt cái gia đình đổ nát của chúng tôi, nên tôi được biết đến đạo Pháp và bước vào con đường học Phật, nói gót sau Lữ Sơn Kiệt. Tôi quy y Hòa Thượng Diệu Pháp rồi, liền thề dứt bỏ hết tất cả các thói quen xấu. Hiện nay, không những gia đình chúng tôi thay mới đổi tốt, mà tà khí trên mặt của Lữ Sơn Kiệt cũng biến mất tâm luôn, không có còn tung tích nữa. Mặt anh không còn u ám mà rất sáng. Còn bản thân tôi lúc trước thì bệnh hoạn đầy thân, bây giờ không chữa trị mà được lành. Sự khang kiện ngày xưa, khó bề tìm thấy, nay đã xuất hiện. Khi soi gương tôi thấy dung nhan tiều tụy héo xào của mình đã biến đổi. Hồng hào tươi tắn đến ưa nhìn luôn á. Hôm nay á, sẵn dịp cư sĩ Quả Khanh viết báo ứng hiện đời tập 3, chúng tôi chủ động yêu cầu xin cho viết kể chuyện xa đọa của chúng tôi ra. Dù sao vợ chồng chúng tôi sớm đã là danh nhân, từng xấu đến chẳng thể xấu hơn được nữa, cho nên chẳng sợ mất mặt, mất danh, chẳng sợ bị khi dễ trong mắt ai nữa. Điều tôi muốn nói là, chúng tôi từng là những kẻ tồi tệ đến như vậy.
gia đình rách nát đến như thế, mà vẫn còn có thể thay đổi và biết Phật Pháp nên tu sửa tâm tính, đổi mới cuộc đời mà hiện tại được hưởng hạnh phúc. Vậy thì các bạn, những người có nhân cách hơn hẳn chúng tôi, hoặc tệ cỡ chúng tôi đi nữa, thì tại sao lại không thể sống hạnh phúc? Vì sao các bạn không mau chóng chọn cho mình một con đường ly khổ đắc lạc? Đệ tử Mã Kim Lộ kính ghi và Chí Thành đảnh lễ Tam Bảo. 14 tháng 11 năm 2002. Tâm sự Trùm Chu Đạt. Thưa chư vị cư sĩ, tôi tên là Lữ Sơn Kiệt, người Hà Nam. Một ngày cách đây hơn 4 năm, trong lúc nghỉ trưa, tôi tình cờ nghe cô Lý Linh kể các câu chuyện kỳ diệu của vợ chồng cổ. Khi họ đến Ngũ Đài Sơn lễ Hòa Thượng Diệu Pháp cho những người trong sửa nghe, những câu chuyện báo ứng nhân quả này thiệt là hấp dẫn và lôi cuốn, khiến cho tôi rất là thích nghe, nhưng không dám tới gần vì sợ làm ảnh hưởng tâm tư mọi người. Xong khi tôi đi tới thì thấy các vị trong xưởng hầu như chẳng ai tránh né tôi hết. Ăn tối xong, tôi không kiềm chế được cảm giác xúc động vì lần đầu tiên tôi được nghe Phật Pháp, nên ráng thu hết can đảm đến trước nhà của Lý Linh. Thiệt là may, lúc này chỉ có cô và ông xã là đang cư sĩ ở nhà. Hai người họ chẳng những không đuổi tôi đi, ngược lại còn nhiệt tình tiếp đãi nữa. Một kẻ không được ai hoan nghênh như tôi. Vợ chồng cô Lý Linh là đệ tử của Hòa Thượng Diệu Pháp. Tôi nói chuyện với họ tới 3-4 tiếng đồng hồ, được Pháp Phật tẩy gọi thấm nhuần. Không những tôi hiểu được nguyên nhân bệnh hoạn trên thân mình, mà tôi còn biết rằng nếu như tôi không sớm hối cải sửa lỗi sám hối, thì tương lai chắc chắn sẽ phải đọa địa ngục vô gián. Tôi là người như thế nào hả? Xin thưa với quý vị, con nít mà đang khóc ầm ĩ á hả? Chỉ cần nghe người lớn nói một câu, Lữ Sơn Kiệt đến kìa, là chúng lập tức nín hết. Tên của tôi có thể giúp người trong thôn làng đem ra hù con nít, thì phải biết là thành tích oai hùng của tôi rất gian danh nổi cộm. Đây nè, xin thí dụ một chuyện nhỏ, nói chung là như hạt mè thôi, để mọi người hiểu tính cách hảo hớn của tôi như thế nào. Nhiều năm lâu xa về trước, ngày nọ, tôi cùng một người bạn tản bộ trên đường, vừa đi vừa nói cười rôm rã, thì ngay lúc đó, bỗng nghe phía sau có tiếng còi xe tin tin vọng tới. Tôi ngoái nhìn lại, thì thấy đó là một chiếc xe vận tải to lớn. Ôi, nhưng mà tôi vẫn tỉnh bơ đi nghênh ngang trên đường, chẳng thèm để ý tới nó làm cái gì. Kẹt! Tiếng kèn xe rống to như là muốn xé tan cái màn nhĩ á. Tôi giật nảy người, cả tài xế xuống quát to. Mày muốn chết hả? Chiếc xe lúc này đã dừng lại, tài xế thò đầu ra mắng tiếp. Đúng là mày tự tìm cái chết mà. Tôi nghe xong, đầu bốc quả, liền chạy tới, đập rầm rầm vô cái xe, tay trái nắm chặt cửa xe, tay phải thôi lia lịa vào tên tài xế. Đột nhiên tôi phát hiện, cái người ngồi bên phải hắn là một cô gái xinh đẹp. Thế là tôi lập tức nhảy xuống đất, chạy vòng qua bên đó, mở cửa xe ra, dùng thân đè lên người cô gái, và tay phải thì đấm tên tài xế như tử. Những ác nghiệp tạo trong quá khứ, tôi chỉ kể tí xíu cho mọi người nghe, để biết tôi có thành tích anh hùng ra làm sao thôi. Nói thiệt nghe, tôi kể ra mà cũng thấy xấu hổ lắm, vì từ khi biết Phật Pháp rồi, hãy nhớ tới là tôi ăn năn và đau lòng vô cùng. Bởi vì vậy mà tôi quyết tâm sám hối sửa đổi, nguyện từ nay bỏ tà quy chính, làm một người thiệt là tốt, đổi mới hoàn toàn. Cái tin mà tôi cải tà quy chính là một điều quái lạ, nên chẳng mấy chốc được đồn khắp nơi, lập tức đủ lời gièm pha của mọi người truyền đến tai của tôi. Gì? Cái thằng Lữ Sơn Kiệt muốn học Phật hả? Vậy thì cất ngựa cũng có thể nở qua đó. Phật giáo dù có tốt đến đâu, hễ mà có Lữ Sơn Kiệt nhào vô thì tôi đây không thèm học Phật nữa. Quả tình còn rất nhiều lời khó nghe vô cùng, nhưng lúc đó tôi nghe xong cũng chẳng hề nổi nóng, mà còn tăng thêm tâm sám hối nữa chứ. Đúng là tôi từng tác tệ đến nỗi ngay lúc muốn học Phật, muốn làm người tốt, mà không ai dám tin. Đây chính là báo ứng mà. Trồng nhân gì thì gặt quả đó, không có sai chút nào hết.
Thế là tôi âm thầm hạ quyết tâm. Lữ Sơn Kiệt tôi, trước đây quen sống xấu xa, xấu tới thiên hạ biết mặt, biết danh và chạy làng. Hôm nay, thân tôi rơi vào cảnh bệnh hoạn, không những toàn thân vô lực, mà còn hay bị chóng mặt, choáng váng. Đan cư sĩ nói tất cả đều là quả báo, do tôi đánh người, sát sinh mà ra. Bây giờ tôi đã được nghe Phật Pháp, hiểu rõ và tin có báo ứng đáng sợ rồi, nên quyết tâm làm lại cuộc đời. Thề từ nay vĩnh viễn làm người tốt, là đệ tử ngoan của Đức Phật. Đức Phật từng nói, tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Thế thì vì sao mà tôi lại không thể chứ? Tất nhiên đã quyết tâm tu sửa, thì phải biết đón nhận những khinh miệt rẻ rúng mọi người dành cho mình. Chư Phật và Bồ Tát chẳng phải đã từng dạy, kẻ phạm lỗi, một khi đã hiểu rõ Phật Pháp, thì phải biết khiêm cung nhận lỗi, phải nhẫn giỏi và bắt đầu tu tỉnh, học tập từ ngay trong những lời mạ nhục chửi mắng hay sao. Từ đó, cứ mỗi khi tan sở về nhà, tôi vùi đầu nghiên cứu kinh Pháp, không những dứt tuyệt ăn mặn, mà ngay cả rượu, thuốc tôi cũng bỏ luôn. Dù trước đây tôi là con sâu rượu, nhậu như là hũ chìm, miệng lúc nào cũng phi phèo, thuốc lá y như là ống khói tàu. Mỗi ngày tôi còn ở trước mặt Phật kiểm lại những lỗi lầm trong quá khứ, chân thành phát lộ sám hối, từng lỗi sát, đạo, dâm, vọng, tôi đều dũng mãnh thầy đức đoạn, bỏ ác theo thiện. Tôi lại 100 lễ, 200 lễ, 300, 1000, xin hồi hướng cho các sinh vật bị tôi giết hại, hồi hướng cho những người bị tôi đánh mắng, mạ nhục, hồi hướng cho những người bị tôi bắt nạt, ăn hiếp, mỗi một lại đều xuất phát từ tâm chí thành sám hối của tôi, đều mang theo những giọt lệ ăn năn. Tôi lại, đến ngay cả bản thân tôi cũng không nhận ra mình là Lữ Sơn Kiệt nữa. Cuối cùng rồi cũng đến một ngày, các bạn đạo chịu tiếp nhận tôi, láng giềng hương thôn, mỗi lần gặp tôi đều vui vẻ chào hỏi. Cất ngựa đã nở hoa, tên ác quỷ. Lữ Sơn Kiệt giờ đã biến thành người, đã sống lại, đổi mới, đã quay về vị trí làm người, đã có tư cách con người rồi. Đan cư sĩ còn dẫn tôi đi quy y Hòa Thượng Diệu Pháp, tôi vui và mãn nguyện lắm, dốc toàn lực, bắt đầu một cuộc đời mới. Đêm nọ, tôi nằm mơ thấy một con chó đen, cao to, nhìn rất là quen. Nó hiền lành, quấn quýt bên tôi. Tôi liền giang tay ôm, vuốt ve nó, và nói bất tận những lời thân ái. Sáng ra, khi thức dậy, tôi thấy toàn thân nhẹ nhàng thư thái. Từ đó, bệnh hoạn không để ý tới, và dần dần hết. Một hôm, tôi đột nhiên nhớ lại, con chó đen này chính là mấy năm trước tôi đã dùng dây xiết cổ giết nó để mà làm thịt ăn. Tôi thiếu nợ mạng loài vật quá nhiều, tạo tội rất là nặng, tích nghiệp thành bệnh. Nhờ tôi chân thành sám hối, tụng kinh hồi hướng nên đã được chúng vui lòng giải oán kết, xóa hận. Con chó đen không những không hận tôi, mà trong mộng còn tỏ vẻ thân thiện, giải thích rằng nó được giải thoát. Tôi quyết tâm từ nay về sau vì những sinh vật mình giết hại, tụng kinh Địa Tạng và tụng mãi để cầu siêu cho chúng, hy vọng chúng sớm giảng sinh cõi lành, cùng tôi chuyên thành Phật đạo. Mấy năm sau đó, tôi vẫn là một nhân vật nổi danh nhưng không còn khiến người gặp phải quản hồn kinh sợ nữa, mà trái lại, khi ông, bà hay là ba má ai đó dạy con cháu không nghe, họ luôn đem tôi ra làm gương để nhắc nhở. Lữ Xuân Kiệt có thể biến thành người đại tốt như vậy, không lẽ con chẳng thay đổi được hay sao? Tôi đã thành người mẫu, thành tấm gương, để các bậc cha mẹ đem ra bắt đám con ngỗ nghịch noi theo. Như vậy, Lữ Sơn Kiệt này sống ở nhân gian, cũng không uổng phí. Tôi hiểu được rằng, tâm là do ta làm chủ, thân ta tạo ác hay hành thiện cũng do tâm làm chủ, tâm chuyển biến thì tất cả đều đổi thay. Nhờ vậy mà tôi từ một người ác mới có thể biến thành thiện, trở thành một đệ tử sơ cơ căn bản của Phật, phiền não tức bồ đề, tất cả do tâm tạo mà. Nguyện những ai có hành vi bất lương,
giống như tôi, sớm quay về chánh đạo, đồng chứng Bồ Đề.